Gắn lên con. Con gắn lên. Đấy. Đây. Thấy chưa? Trai. Tất cả dưới là hoàn toàn những con mụn như thế này. Linh lấy hộp dụng cụ y tế lấy cho cô cái gắp ra đây. Thật là Linh đâu chị mới ra có chiếc này. Ở trong đây có đấy. Đúng rồi, để đấy cho cô. Cô cảm ơn con. Chưa? Cái nang mụn ra này. Nào, nhìn thấy chưa? Đó. Con thấy chưa? Da cái là sạch nhá. Sau này về nhà là con nhớ là làm cái gì là phải không biết là phải hỏi cô hoặc chị Phiến nhá. Điện cô không được thì tìm chị Phiến. Nếu mà chị Phiến nói gì bộ quá. Chị ở đấy sau cô là thầy em mà. Chị có thật chị không bảo em để em báo cáo cô luôn. Những cái con này là bữa trước mình không thể lấy được vì nó da nó quá yếu, nó sót chân lại.
Trời ơi, thề luôn, nó bắn lên cái đèn mà nó đánh bụp một cái kìa. Nghe tiếng bắn lên con trai. Cố gắng đi. Lát ra này, con nhìn thấy chưa? Lát ra con mụ luôn này. Đúng rồi, đúng rồi. Những quả. Tay thôi. Đấy, nhẹ rồi. Bạn này chưa bằng bạn Huyền Mít ở Vũng Tàu. Gắng lên con, gắng lên con. Đấy, thấy chưa? Con mụ nào nó cũng như này cơ mà. Hàng ấy hôm nay chắc mình chỉ quay cứ 20 phút một lần chứ không thể nào tải được hết lên. 42 phút hôm nọ không tải được. Gắng lên con. Đấy. Không đủ dung lượng hiện tại. Không, wifi nó không 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 chấp nhận nổi. Wifi ở Hà Nội cô tải một tiếng còn lên cơ. Gắng lên con trai. Gắng lên con. Wifi Hà Nội thay thế cho mày kém hơn. Cố gắng lên con. Bốn mấy phút anh phải dành ở Hà Nội tải. Ừ, đúng rồi. Cố gắng nha. Chỗ này thì nhiều lắm ấy. Phát ra lên 4-5 con. Cố gắng lên con trai. Cố gắng lên con. Cố gắng lên con. Xót xa lắm. Biết làm nào đó. Vẫn còn đó. Cố gắng lên con. Đấy, thấy chưa? Nhìn này. Đấy. Đấy, nhìn thấy chưa? Cố gắng lên con. Đây này, con bên cạnh này mà nó không chịu lên. Để mai chắc nó định. Để mai nó lại nhiễm khuẩn ở chỗ này. Tức ghê cơ. Nhìn không? Nhìn thấy cái con này không? Đấy, này. Đấy, thấy chưa? Phải khai được nó lên, mai nó nhiễm khuẩn. Ra một cái là nó nhẹ ngay mà. Bé nhất cái đầu của con. Buổi hôm nay là buổi thứ tư rồi. Cái mặt này lần nào quay cũng muốn gãy cái lưng luôn.
cứ những cái mụn nào mà da mô như thế này là rất thành công nhé, là đã sạch sẽ rồi nhé. Nó lại đầy ngay, lúc nãy giờ rõ ràng nó thành lỗ nhé, xong mình cho thuốc và mình nuôi thì nó đầy, nó không thành sẹo. Đáng lên con. Con bên cạnh không nặn nó, mình cứ to ra đây này. Thằng cháu thì chị thi xong chưa? Em á? Ừ. Dạ xong rồi, nó về quê rồi. Thế à? Nhìn nha, chỗ này bắt đầu đang chuẩn bị vỡ ra nhiễm khuẩn. Con phải chịu khó chỗ này, không thì nó thành một ổ khuẩn ở đây. Con chịu khó. Chỗ này nó đang thành một ổ khuẩn rồi. Không cho lấy ra ngày hôm nay là buổi sau là mổ luôn. Gắng lên con nào, 2, 3 nào. Cả cô lẫn cháu cùng gắng nào. Cố gắng lên Thành ơi. Cố gắng lên nào. Chỗ này đau thật nhưng mà nó thành một ổ mủ đấy. Nó thành một ổ ở đây rồi con. Đúng rồi, bị con mới ra luôn. Sốt nó ra đây chỗ tương. Gắng lên con. Đấy. Con làm xích lên một xíu này. Ôi, chàng trai của tôi. Căng một mét. Úi dồi ôi. Phụt đấy. Cố gắng lên con. Đùa nâu của chị ấy. Bắn hết những áo chị Hằng rồi đấy. Cố gắng lên con. Đấy, ra rồi, hết rồi đấy. Cả một ổ dịch ở đây. Chuẩn bị nó bung lên. Cô, cái mát đó cô dùng cái da này được không? Không. Da này chỉ dùng mặt nạ mụn thôi nhé. Mát cái này chỉ dùng cho da dị ứng chứ. Con hiểu chưa? Mát là dùng dị ứng. Đúng rồi. Có phim có này, có khác.
Đúng rồi, nhiễm khuẩn phải dùng mặt nạ mụn của nhà mình để nó hút hết chân mủ đi. Hiểu chưa? Lấy bông lên. Ngon quá thì nữa. Đáng lên con. Quyết định làm rồi hả? Dạ, quyết định làm rồi. Dạ vâng ạ. Linh ơi Linh, em này bát vẫn đỡ mủ tí mang xuống cho bốn này. Chị thấy còn đem bốn đứa bếp á. Chị Hằng bảo là lấy bát chấm mủ tí mang xuống chấm bún ăn. Nhìn này, bắt đầu bây giờ mới ra cái nhân này. Đó, đấy, thấy chưa? Ừ, nhân to cái này cơ mà. Cố gắng lên con trai. Đấy, này, nhân này, chân này, chân mụ này. Xém những bông nhỏ là hàng đinh. Xém những miếng ạ. Đúng không ạ? Đây là mình cho em uống cả kháng sinh rồi đấy. Thứ kháng sinh em có con nhớ Hà Nội còn Tuấn Anh thế này, đúng không? Tuấn Anh cũng nặng như này thế này, đúng không? Cứ dùng kháng sinh nó khác, bao giờ nó khô mổ thì thôi, cứ thấy chúng ta đi vào. Ừ, có phải uống cả thôi. Thì con cho rừng này nốt cái con này, con cho rừng này để quay đoạn khác, tắt đi, quay đoạn khác.